Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn là cách giảm mỡ không mất cơ. Thì đầu tiên các bạn cần phải hiểu một điều như thế này, đó là giảm mỡ nó khác giảm cân, giảm mỡ nó cũng khác giảm cơ bắp. Cái công thức để mà các bạn có thể là giảm mỡ đó chính là tăng cái sự trao đổi chất trong cơ thể chúng ta bằng cách đó là các bạn tập cardio này, list, hit, tabata hay là các bạn tập kháng lực, tập tạ thì đều giúp cho cơ thể chúng ta trao đổi chất nhanh hơn, từ đó giúp cho các bạn là giảm mỡ hiệu quả. Thứ hai đó là khi mà các bạn muốn phát triển cơ bắp á, thì chúng ta cần phải tập kháng lực hoặc là tập gym. Vậy á, nếu các bạn mong muốn là giảm mỡ nhưng không mất cơ thì chúng ta cần phải kết hợp tập những cái bài tập mà tăng cái khả năng trao đổi chất trong cơ thể chúng ta, kết hợp với các bài tập kháng lực và tập gym. Cụ thể á, là ví dụ bạn là một cái người mà mới bắt đầu tập luyện đúng không, thì các bạn có thể là tập những cái bài tập cardio với cái cường độ nhẹ kết hợp với các bài tập kháng lực hoặc là tập gym. Còn nếu bạn là một cái người mà có sức khỏe tốt hoặc là luyện tập một cái khoảng thời gian lâu rồi thì các bạn có thể là tập những cái bài tập tabata, hit, list, những cái bài tập mà tăng cái khả năng trao đổi chất lên rất là nhanh, kết hợp với các bài tập kháng lực hoặc là tập gym thì nó sẽ giúp cho các bạn là vừa giảm mỡ vừa không mất cơ. Bây giờ chúng ta tới cái cách thứ hai, cách ăn uống giúp cho các bạn là giảm mỡ nhưng mà không mất cơ. Mình đưa ra cho các bạn á một cái chế độ ăn chuẩn giúp cho các bạn là giảm mỡ không mất cơ nha. Cụ thể á là các bạn ăn như thế này, 35% các bạn ăn là protein. Protein á hỗ trợ cho cái việc mà các bạn phát triển cơ bắp, phục hồi cơ bắp. Thì để mà các bạn không bị mất cơ bắp á thì các bạn cần phải ăn nhiều protein. Thứ hai đó là các bạn cũng ăn 35% khẩu phần một ngày cung cấp carb hấp thu chậm, tức là carb phức. Thì carb phức á thì nó sẽ cung cấp cái nguồn năng lượng, có nghĩa là cung cấp một cái nguồn năng lượng từ từ giúp cho các bạn là tăng sức bền và giảm mỡ hiệu quả. Thì khi mà các bạn ăn carb phức á thì nó sẽ kiểu như này, nó không cung cấp một cái nguồn năng lượng nhiều nhân trong một khoảng thời gian ngắn, mà nó sẽ có một cái nguồn năng lượng trải dài, từ đó giúp cho các bạn là tăng sức bền này, không bị lên cân, không bị lên mỡ trong cái quá trình mà các bạn luyện tập và ăn uống. Thì hãy bổ sung là 35% carb hấp thu chậm, tức là carb phức ha, và 20% đó là chất béo tốt. Chất béo á, nó sẽ giúp cho cơ thể chúng ta phục hồi cơ bắp tốt hơn này, tốt cho xương khớp chúng ta này, giúp cho cơ bắp của chúng ta trở nên săn chắc và nét hơn, và giúp cho cái hệ tim mạch của chúng ta trở nên khỏe hơn. Các bạn nhớ nha, chất béo tốt nếu mà các bạn ăn đầy đủ, các bạn không ăn quá nhiều mà các bạn ăn đầy đủ, nó hỗ trợ cho cái việc mà các bạn phục hồi cơ bắp và giảm mỡ rất là hiệu quả ha. Còn 10% còn lại á thì các bạn ăn các loại thực phẩm mà cung cấp vitamin khoáng chất, cụ thể đó là rau củ quả, các loại thực phẩm mà trái cây đó, thì nó sẽ cung cấp rất là nhiều vitamin khoáng chất cho cơ thể chúng ta. Thì đây là một cái khẩu phần ăn chuẩn giúp cho các bạn là giảm mỡ không mất cơ. Đó cũng chính là lý do tại sao á mình hay nói với các bạn là các bạn nên uống soy protein của mình trước và sau cái quá trình mà các bạn luyện tập, để hỗ trợ cho cái việc mà các bạn giảm mỡ tăng cơ hiệu quả. Soy protein của mình á cung cấp rất là nhiều protein này, carb hấp thu chậm và chất béo tốt, hỗ trợ cho cái việc mà các bạn giảm mỡ tăng cơ rất là hiệu quả đó. Và một cái lưu ý để mà các bạn có thể là giảm mỡ hiệu quả trong cái quá trình mà các bạn ăn uống, đó là hãy tránh những thực phẩm mà chế biến nhân hoặc là những cái thực phẩm mà kém chất lượng. Cụ thể ở đây á là những loại thực phẩm như là đồ chiên nhiều dầu mỡ này, bánh kẹo này, bia rượu này, nước ngọt này, những thực phẩm mà trà sữa này chứa nhiều đường, thì nó đều khiến cho cơ thể chúng ta dễ lên mỡ. Bởi vậy á thì khi mà các bạn ăn uống đó thì các bạn lưu ý là nên tránh những thực phẩm mà kém lành mạnh này ra, để mà các bạn có thể là giảm mỡ hiệu quả ha. Cái chủ đề của ngày hôm nay mình chia sẻ cho các bạn á là mình chia sẻ khá là ngắn gọn, nhưng mình nghĩ rằng là nó đã đáp ứng đầy đủ những cái thông tin mà các bạn có thể là cần thiết để giúp cho các bạn là có thể là giảm mỡ tăng cơ một cách rất là hiệu quả rồi. Hiện tại nha, bản thân mình cũng đang ăn uống theo cái chế độ đó là giảm mỡ tăng cơ. Với bản thân mình á thì mình cũng mong muốn là nói nhiều hơn với các bạn cho nó vui, kiểu như là mình được nói á mà. Nhưng mà mình thấy rằng là nếu mà nói nhiều hơn nữa thì đâm ra nó thành nói dài, nói dai và thành nói dở. Bởi vậy á thì mình cũng kết thúc video tại đây.